hôm nay chúng ta đang video hút băng có gì ăn đó là tôm hùm sống và tiết canh tôm hùm. Chị Nguyên vô ăn. Đông như đầu câu xa xa vậy đó. Hay vậy ta. Ủa, dưa đâu con là mọi người thấy không? Dễ đó, nó sắc thật. Ăn hết một miếng đó luôn. Không phải tăng. Nó bé béo. Mặn mặn. Cái phần tiết của nó thì giống như rau câu á. Mình sang đầy đủ nha. Một miếng này. Còn một miếng này. Đậu phộng. Còn cả ớt chả nữa. Mà mọi người ăn chung đi nha. Không phải tăng. Mặn mặn. Cay quá. Để có được tiết con tôm thế này nè, thì lần đầu tiên tôi cũng mới được chứng kiến cái cảnh hồi nãy luôn. Mời mọi người xem hồi nãy khi mà lấy tiết của con tôm. Mọi người ơi, như vậy là sau cái tiết canh tôm thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tôm hùm sashimi. Mọi người ơi. Oh my god. Wow. Và cái đầu này tí nữa là mình cũng sẽ là bỏ đi cháo. Mời mọi người cùng ăn với Nhi nha. Bé chủ quán cái là con tôm mà nó cũng đã ngọt rồi nên mình không cần cái chấm gì hết đâu mọi người. Mọi người coi nè, cái thịt nó không phải là màu trắng. Thịt nó là màu hơi hồng, hồng da cam. Không tanh, ở đây đồ sống ở đây là không có tanh mọi người. Rất là ngọt. Giòn giòn, sụp sụp. Có một cái chén chanh nhưng mình không có chấm. Nó béo lắm luôn á mọi người. Mình chấm nước tương thử xem nha. Hả? Nhiều mối chuyện. Anh nói chuyện
do là ăn nhiều quá cho nên chia líp ra. Ừ, thấy được sạch không? Sự bùng nổ của bồ tạc lên đỉnh đầu, ngon quá cả nhà ơi. Mọi người ơi, lần sau mọi người muốn đi ăn clip gì á, comment cho Nhi biết nha. Với lại đừng quên like, share và subscribe ủng hộ kênh cho Nhi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video mukbang lần sau. Bye bye.